con tôi mắt dài rồi, tôi phải cho nó mắt dài. Bà nói gì vậy? Bà lộn rồi. Này nó bắt vô nước lạnh, nó bắt nước nó sạch rồi tự nhiên bà nói nước dưới lên. Vậy nó nói là ba 60 tuổi rồi ba đó. Dạ rồi. Bà chùi đít không được, bà phải mua cái máy để chùi đít. Trời đất ơi, con nó từ dễ sợ hơn vậy, đúng là thằng Út. Trời đất ơi. Nó có cái nút mình điều chỉnh là nay tính đem mấy ghế xuống cho máy rồi, mưa quá. Ôi mà nhà sao để sát xuống. Ủa nay thảm tao đẹp không á? Chưa làm. Thì chị